Welcome to Future Chief, alright? Rồi, bây giờ bác hỏi con. Hồi ngày hôm nay con đến đây với cái mục tiêu. Con đến với Los Angeles. Con đến với Cali. Đến với Cali, mới đến với Mark đây để làm cái gì? Ngày hôm nay con đến với Cali để mà con gặp một số đại diện, con trả lời chia sẻ những thắc mắc. Các vấn đề thắc mắc là rất là nhiều. Rồi đến đây thì cái là để và quan trọng hơn rất là cảm giác để con lại có những bộ mắt lâu hơn. Rồi, ok. Cảm ơn con nghĩ bộ mắt rất lâu. Bây giờ con bác biết coi như là con sau khi tập những cuộc thực thi thì bác muốn hỏi con phần American Idol đó, bây giờ bác theo dõi đó, thì tiếp tục cho tới tháng 5 có phải không con? Dạ. Phải không? Thì bây giờ con cũng qua cái giai đoạn rồi, cái giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn xem xét rồi phải không? Dạ không, con vừa mới lên sau cũng được audition thôi ạ. Rồi con cũng còn Hollywood Week sắp tới sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 3. 24 tháng 3 là lên Hollywood Week là bắt đầu vào cái chương trình đầu tiên của American Idol. Dạ. Vậy chẳng phải là dạ. Chỉ trong cái audition là con được phải không? Dạ, audition là con được tiết kiệm, xong rồi mới vào cuối quyết. Cuối quyết có 3 vòng. Rồi qua, để thì bác hỏi, tất nhiên là có được bao nhiêu người vào cái Hollywood cho con? Dạ, phải 100 mấy người. À, 100 mấy người, là con chỉ là một trong 100 mấy người đó thôi hả? Dạ. À, thì bác biết rồi, thế chưa có phải là cái vòng đầu. À. Cái vòng đầu coi như cái vòng nó sơ kết này. Con được lucky là con được chọn trong cái số 100 người đó để vào cái Hollywood. Dạ. Phải không? Rồi sau cái Hollywood thích đó con, nếu con đậu thì con mới được là vô cái vòng bán kết. À, không, sơ kết phải không? Dạ, xong Hollywood sẽ là top 40. À, top 40? Dạ. Sao nữa? Rồi xong là top 20. Sao nữa? Rồi top 14 là last show. À, rồi sao nữa? Rồi mấy tiền đó mới... Mới từ từ. À, bác biết. Ok, bác sẽ tưởng là con vô được cái đầu, nhưng mà cũng cái đó là thứ hai, cái mục đích. Vậy hôm nay là bác muốn con tới đây, cũng như ba con là cái người mà đã mời bác cho mặt chú của bác, đồng hoàng chúng ta đã ở Việt Nam. Bây giờ chúng ta vui là con bác, chúng vui con tới đây, để đồng thời như vậy là tất nhiên con cũng được trong số 100 người đó, cũng là một cái cảnh diện rồi. Con nghĩ cho là từ từ con lên 40, rồi từ con lên 20, rồi con lại, phải không? Là như vậy thì bác chúc cho con cái mọi chuyện. Và trong khi con đã có cái bài hát là con chuẩn bị để con đi vô cái chương trình, phải không? Thực sự thì con cũng có rất là nhiều bài để chuẩn bị, những cái bài giống như Houston thì những bài không thích, CA là những bài như là Chandelier hay là Alive, và những bài của Ariana cũng về. Được rồi, nhưng mà những bài đó con hát thế thì con có nghe được cái nhạc của Hoàng Vũ Sơ? Dạ có. Có. Con đã từng nghe nhạc. Con từng nghe nhạc của Hoàng Vũ Sơ. Thế thì bây giờ con nghĩ như thế nào khi mà con hát một cái bài nhạc Hoàng Vũ Sơ để con đi xin? Dạ, thật sự ra thì con sẽ cố gắng để vượt qua được vòng bài hai phần đó. Nhưng mà sao? Để chú nói cái hay cho con nghe, để bác nói cái hay cho con nghe. Bởi vì Lionel Richie nói con phải không? Trong khi con tin, để con là con có một cái mối tình giữ như con không? Bởi vì con hát giống như con đó. Bác nhớ thì Lionel Richie thì dám hát thì dám thở. Con cần phải có cái đường đi, hướng đi riêng của con, phải không? Còn có, khi mà bác nghe đấy, cái comment của thì hôm nay chỉ là có một cái khác khác của tất cả những cái khác. Còn có một cái đường hướng riêng thì bác hỏi, bác thích coi như là rất hạnh diện, nếu con làm được rồi con lên được 40
bao lên được 20 thì bao lên này đi bao nhiêu một cái gì đó mà trong sắp sắp tới bằng đấy chưa thì con nếu được khi mà con lên được con bán điều gì để con tới những khác nhà mà chúng ta bạn cái đó là một cái dung nhiệm cho tất cả sinh viên Việt Nam của mình, con hiểu chưa? Dạ. Là bởi vì con là người Việt Nam con khác luôn nhiều người con khác nè, và đồng thời bác cũng muốn nói trước với các bạn con lên xe đi là bác muốn cho con lên chương trình này cũng như cái chương trình tạo tình dù cho con có rớt dù cho con như thế nào nhưng mà bác hy vọng là con sẽ đạt con nghĩ cho mấy sự cố gắng của mình con sẽ đạt thì bác sẽ cho con lên cái chương trình tạo tình và rất tiếc là con chưa có được có đi cái tạo tình của thân của con như hà tiên bốn sáu để bạn theo một đường mà nó theo một lớp mà nó chưa thì bây giờ con cố gắng hết sức đi rồi ngày 29 này đó khi mà bác có cái cuộc họp báo để con có thị trường của mình lên trên lớp thì bác muốn con hát lại bác đã xin phép rồi khi mà American Idol nó cho phép con rồi coi như là cho bác chiếu lại cái bản mà đi những cái gì giống thảo mà nói con đấy thì cái ngày đó bác cũng muốn con hát lại cái bài đó tình diễn và được về bài nhạc của Hoàng Tư Thơ con hiểu chưa con cố gắng với bạn con con làm cái gì đó và sở dĩ bác muốn con đi trong chương trình này là tại sao bởi vì có cái số như con biết con nói tiếng Việt được phải không con có biết có số bạn bè như con đâu có nói được tiếng Việt phải không nó nói được tiếng Việt cũng như ở cái Tina Hoàng coi như DJ hay là nổi tiếng sau đấy chứ không có nói được tiếng Việt không có được bác nói vì cái lý do đó mọi người bác muốn ở như con ấy để con biết thêm để cái nhạc phần từ mình cũng có khóa ra cái chuyện mình được đây một cái tiếng Anh để cho họ